Còn bây giờ là thời gian cho những thông tin về thời tiết. Xin chào chị Hằng My. Thời tiết ở Nam Bộ ngày hôm nay có nóng nhiều không ạ? Dạ vâng, xin chào chị quay VTV Cần Thơ và quý vị khán giả. Do nắng sớm nên lúc này trời đã khá nóng rồi đấy ạ. Và càng về trưa thì nắng càng mạnh và cảm giác nóng càng rõ rệt hơn. Cụ thể, trong trưa và đầu giờ chiều nay thì nhiệt độ cao nhất ở tại thành phố Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Bến Tre, Trà Vinh hay là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa khá nóng ở ngưỡng là 33 cho đến 34 độ, chỉ ít nơi 32 độ như là ở tại Bạc Liêu hay là Cà Mau. Đến chiều tối thì những cơn mưa có thể xuất hiện ở vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ với lượng không quá 25mm. Thời tiết nắng nhiều, rất thuận lợi cho các hoạt động ở ngoài trời của quý vị. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần lưu ý, trời nắng như vậy, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV cũng sẽ lên cao. Theo dự báo, mức UV ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là ở Cà Mau ở ngưỡng là mức 8 đến mức 9. Đây đều là mức gây hại rất cao cho da và mắt của chúng ta. Vì vậy, ngoài việc mặc quần áo dài tay, đội mũ rộng vành, đeo kính râm thì quý vị cũng nên lưu ý là nên sử dụng kem chống nắng phù hợp với từng loại da để hạn chế tác hại của tia cực tím. Nên bôi lại kem chống nắng sau khoảng mỗi 2 tiếng và chọn loại kem chống nắng phổ rộng sẽ khá là hiệu quả để giúp quý vị chống lại được cả hai loại tia cực tím gây hại cho da, đó là tia UVA và UVB. Về dự báo cụ thể tại Phú Quốc hôm nay, trời có nắng mây đang xen cho đến đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ở đây ở ngưỡng là 32 độ. Nếu ở lâu ngoài trời nắng thì quý vị sẽ cảm thấy khá là nóng. Khoảng đầu giờ chiều cho tới tối thì trời sẽ chuyển mưa dông, gió mạnh. Quý vị nên sắp xếp kế hoạch phù hợp để tránh ở ngoài trời khi mà trời đang có dông gió. Đến đêm thì mức nhiệt thấp nhất chỉ ở khoảng là 26 độ, trời khá mát mẻ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang cảnh báo được có mưa dông, dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Quý vị có lịch trình ra vào các đảo cần chú ý an toàn.